vicino. Nhật Bản, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Nhật Bản vốn được mệnh danh là thánh địa của những lao động quên ngày quên đêm. Vì thế mà không có gì quá lạ khi người dân Nhật Bản thường bị thiếu ngủ trầm trọng. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp người Nhật tranh thủ ngủ trong phòng làm việc, tại nơi công cộng trên tàu điện, xe buýt hay ngay cả lan can, vỉa hè. Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ một giấc ngủ ngắn lúc mệt cũng thực sự cải thiện sự tỉnh táo và tăng năng suất công việc mà. Mỹ, ngủ với vật nuôi. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ngủ với vật nuôi rất dễ nhiễm các mầm bệnh từ động vật truyền sang người, động vật ký sinh gây nên, nhưng người Mỹ vẫn có sở thích ôm hay chia sẻ chiếc giường với người bạn thân thiết đó. Anh, ngủ nuôi. Theo thống kê của tổ chức National Sleep Foundation, 1/3 số người được điều tra ở Anh đều nuôi khi ngủ. Người Anh tin rằng việc không mặc bất cứ thứ gì trên người khi ngủ giúp họ có được một giấc ngủ thoải mái, ngon hơn và như thế cũng vô cùng tốt cho sức khỏe. Guatemala, ngủ với búp bê. Theo người Maya ở Guatemala, lo lắng chính là nguyên nhân khiến cho mọi người bị mất ngủ. Và khi đó, bạn có thể tìm được giấc ngủ ngon trở lại bằng cách đặt một con búp bê lo lắng Munakas with the Venus dưới gối. Người dân nơi đây tin rằng những con búp bê đó có thể lắng nghe nỗi lo và giúp họ giải quyết. Và khi thức dậy vào sáng hôm sau, những lo lắng của bạn đã được búp bê lấy đi. Na Uy, trẻ em ngủ ngoài trời. Nếu có dịp đến khu vực Bắc Âu hay Na Uy, bạn đừng quá ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ ngủ trong xe đẩy mà không tìm thấy cha mẹ của chúng ở đâu quanh đó. Người dân nơi đây tin rằng tiếp xúc với không khí trong lành sẽ giúp đứa bé ngủ ngon hơn cũng như tăng cường khả năng miễn dịch cho bé. Na Uy liên tục lọt top các nước an toàn để sống nên bậc cha mẹ dường như không phải lo lắng việc họ để đứa bé ngủ ngoài trời vào ban trưa mà không phải đứng canh. Cũng chẳng sai khi nói thời gian là một đại lượng không ổn định. Vì thực tế cho thấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác của chúng ta. Một phút có thể dài tựa thế kỷ, nhưng một năm có thể trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tất cả đều là cảm giác mà thôi. Cách để kiểm soát thời gian thực chất là học cách kiểm soát những cảm giác này. Và dưới đây là một số sự thật về thời gian bạn phải biết nếu muốn học được cách kiểm soát chúng. Một phút dài tựa thế kỷ khi buồn chán. Cùng một khoảng thời gian có thể trôi qua rất nhanh khi bạn xem một bộ phim thú vị hoặc trở nên vô vọng dài lê thê nếu không may rơi vào tâm trạng buồn chán. Lý do là vì khi chán nản, chúng ta thường chỉ tập trung vào bản thân và quan trọng nhất là suy nghĩ quá nhiều. Điều này vô tình khiến não bộ phải tiếp nhận và xử lý rất nhiều thông tin, qua đó làm chậm lại nhận thức về thời gian. Nghĩa là nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn, hãy kiếm việc gì đó vui vẻ để làm và thực sự tập trung vào đó. Thời gian cũng chậm hơn khi phải chờ đợi thứ gì đó thiếu chắc chắn. Lúc làm bài kiểm tra, khi được thông báo chỉ còn 10 phút nữa hết giờ, bạn sẽ thấy 10 phút trôi nhanh thế nào. Đó có lẽ là 10 phút chớp nhoáng nhất cuộc đời bạn chứ không đơn giản. Nhưng giả sử 10 phút ấy là để chờ đợi, dù là kết quả bài thi hay que thử thai, thì đó cũng là khoảng thời gian đau khổ nhất trên đời, bất kể kết quả bạn mong đợi là gì. Sở dĩ có chuyện này là vì khi không rõ điều gì sẽ xảy ra, bạn cũng nghĩ quá nhiều, não bộ khi ấy sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ và thời gian cũng vì thế mà cho cảm giác dài hơn. Bên cạnh đó, cảm giác chờ đợi đơn thuần cũng khiến thời gian trở nên dài lê thê, đặc biệt là nếu bạn cảm thấy bức bối khó chịu. Và ngược lại, khi vội vã, bạn cũng thấy thời gian nhanh hơn rất nhiều. Đó là vì bạn đã quá tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu và bỏ qua hoàn toàn khái niệm về thời gian. Đừng có nhìn vào đồng hồ nữa nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn. 5 phút nữa thôi, có lẽ là câu nói quen thuộc với nhiều người trong chúng ta vào mỗi buổi sáng.
5 phút ấy thật sung sướng biết bao, nhưng cũng thật nhanh biết bao. Có điều, đó cũng là 5 phút cực hình đối với học sinh trước giờ ra về. Cứ phải ngồi ngóng lên cái đồng hồ, ngóng từng giây trôi qua, cho đến khi trống đánh chuông reo. Lý do nằm ở một hiện tượng ảo giác, mang tên đồng hồ ngưng lại, xảy ra khi chúng ta liên tục ngắm nhìn đồng hồ đếm giây. Dù trong thời gian ấy chẳng có điều gì xảy ra, nhưng ý thức của chúng ta bị gián đoạn. Kết quả, lắm lúc bạn sẽ thấy đồng hồ như không chạy nữa, vì não bộ bảo bạn như vậy. Thời gian cũng chậm hơn khi sợ hãi. 2 giờ lái xe và 2 giờ ngồi lái xe là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những người mắc phải hội chứng sợ máy bay. Nhưng tại sao? Đó là vì khi sợ hãi hoặc lúc phải gặp nguy hiểm, não bộ ngay lập tức tiếp nhận cực kỳ nhiều thông tin. Nó sẽ sàng lọc mọi thứ có thể dùng để giúp ta sống sót và những thông tin này cũng không hề biến mất ngay cả khi bạn đã bình tĩnh lại. Nó sẽ ở lại đó và khiến não bộ của bạn tin rằng khoảng thời gian ấy dài tựa thế kỷ. Thời gian trôi chậm hơn với những trải nghiệm mới. Quãng đường đến một địa điểm mới sẽ cho cảm giác dài hơn hẳn so với khi trở về nhà. Lý do cũng là vì não bộ được tiếp nhận nhiều thông tin quá thôi. Não bộ lúc này cần thời gian để sắp xếp và truyền đạt cho chúng ta một cách dễ hiểu hơn. Càng nhiều thông tin, cảm giác thời gian càng kéo dài hơn. Cuối cùng, khi các thông tin trở nên quen thuộc hơn, mọi thứ cũng trở nên nhanh chóng hơn. Thời gian trôi nhanh hơn nếu ngày nào bạn cũng làm những việc giống nhau. Thử nhìn vào một tuần làm việc của bạn là hiểu. Chớp mắt là đến thứ hai, chớp mắt cái nữa đã thấy thứ sáu kề bên rồi. Các chúng ta làm những việc giống nhau và gặp những người giống nhau mỗi ngày sẽ khiến thời gian trở nên ngắn lại. Khi đã quá quen thuộc với điều gì đó, não bộ sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để xử lý thông tin nữa và bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Vậy nên, nếu muốn thời gian trôi chậm lại, hãy chăm chỉ đi du lịch, tiếp thu những trải nghiệm mới, kiến thức mới. Đó là cách để kéo dài thời gian đấy. Và cuối cùng, thời gian ngày càng nhanh hơn khi bạn già đi. Hồi còn nhỏ, một ngày của bạn dài lê thê với đủ thứ để làm. Nhưng với người già, mỗi ngày trôi qua tựa như cả tuần đã biến mất vậy. Tại sao ư? Để ý này, hồi bé bạn có thể nhớ được mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng hiện tại thì đôi lúc chẳng thể nhớ được điều gì đã xảy ra chỉ ngay một tuần trước đó. Lý do cũng giống như những gì mới nêu trên, do não bộ của bạn mà thôi. Tóm lại, bạn cần học cách để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian theo cảm xúc của bạn. Hãy để thời gian dài hơn một cách có ý nghĩa bằng những việc sau đây. Luôn để não bộ hoạt động, học những kỹ năng mới, gặp gỡ những người mới, khám phá những địa điểm mới và thường xuyên tạo bất ngờ cho bản thân.